Kính chào quý vị. Ly mời Ly, Ly cái bài này thì Ly đọc rồi, nhưng mà hôm đấy sau đấy thì Ly thấy có một vấn đề hơi ấy, tại vì Ly ấy cho nên sau đó Ly lại lỡ xóa đi. Và bây giờ Ly, tại vì Ly thích cái bài này lắm, cho nên giờ Ly xin đọc lại. Hôm trước thì Ly like, nhưng mà bây giờ Ly muốn đọc lại. Thì bây giờ mời quý vị nhìn này. Đấy, quý vị nhìn đây, là đây là hình giáo sư Nguyễn Mạnh Quang năm ngoái, cũng tầm này năm ngoái bác về và bác đến nhà Ly, rồi bác ăn cơm xong rồi bác muốn nằm, cái Ly lấy cái gối Ly đặt ở giữa nhà, cái bác nằm xuống giữa nhà vậy đó quý vị. Bác nằm ở giữa nhà Ly, lần đầu tiên bác đến nhà Ly, hai vợ chồng bác đến nhà Ly xong ăn cơm xong thì bác 86 tuổi rồi, nhưng rất là minh mẫn và lanh lợi và đặc biệt, rất là dễ, rất là cực kỳ dễ tính, rất bình dân, rất dễ tính. Thì Ly nói sơ xí nữa, thì đây là giáo sư Nguyễn Mạnh Quang đã 86 tuổi và bác từng là đi lính cho Việt Nam Cộng Hòa, bác cũng từng là dạy học dưới thời Việt Nam Cộng Hòa, rồi sau đấy thì qua Mỹ thì bác lại viết những cuốn sách là để vạch mặt, vạch tội, kể để nói lên sự thật của cái đạo Giêsu. Và vợ của bác thì là một con chiên tình ngộ và lập ra trang sách hiếm và điều khiển trang sách hiếm. Thì cái tác giả mà giờ viết cái bài này là bài tên là Thả Tắm Hội Sông Trăng. Thì bác tác giả là bác đề là Trần Trọng Sĩ, bác có nhiều nick lắm. Cho nên lúc là Trần Trọng Sĩ, lúc là Lê Tuấn Anh thì đều là bác ấy hết. Thì bác ý viết một bài, bác ấy viết cái bài này là tặng cho vợ chồng giáo sư Nguyễn Mạnh Quang. Và bác này là một người từng chống cộng rất dữ dội, chỉ đến khi đọc những tác phẩm trên sách hiếm, đặc biệt như là tác phẩm của giáo sư Trần Trung Ngọc, thì mới bác mới thôi chống cộng và quay trở lại, lại rất là từng rất là chống cộng và từng rất là thù bác Hồ. Mà rồi cuối cùng thì bác khi đọc xong sách hiếm thì bác quay 360 độ luôn, và bác viết cuốn sách này, bác viết cái bài này, mời quý vị nghe. Đây là lời tòa soạn, tức là lời của cô Châu, vợ bác Quang. Tắm Hội Sông Trăng của Trần Trọng Sĩ. Cái bài này bác mới viết. Đây là lời của tòa soạn nhé. Chính sách hiếm đã thắp lại niềm tin Việt đã mất trong tôi, và niềm tin ấy đã khiến tôi chấp nhận lá cờ đỏ sao vàng làm cờ tổ quốc. Có biết bao người cũng âm thầm gia nhập đoàn quân sách hiếm như tôi. Tôi nghĩ là rất đông. Tôi sống hơn nửa đời người ở nước ngoài, mang quốc tịch Âu Mỹ, nhưng chưa bao giờ có thể mở miệng nước Mỹ của chúng ta, nước Pháp của chúng ta, nước Đức của chúng ta. Bác sống ở Pháp. Trong tâm thức tôi chưa từng thấy mình là người nước ngoài, vì thực sự tôi là người Việt Nam. Đó là Trần Trọng Sĩ mà tòa soạn trích. Và đây là lời của tòa soạn nè. Đây là món quà đầu xuân của tác giả Trần Trọng Sĩ, tác giả mà mọi bạn đọc của Trang Nhà đều ngưỡng mộ. Tòa soạn của Trang Nhà rất hân hạnh thay mặt tất cả những người mà văn nhạc sĩ muốn gửi đến. Văn nhạc sĩ tức là bác ý là vừa là nhạc sĩ nữa quý vị. Bác tác giả này nè, bác có rất nhiều bài hát. Thay mặt tất cả những người mà văn nhạc sĩ muốn gửi đến để cảm ơn một món quà để đời này. Thật đây là món quà hết sức quý giá. Chúng tôi xin tác giả ghi lòng và chúc cho tác giả Trần Trọng Sĩ những ngày sắp tới được vạn sự như ý, sách hiếm. Và đây là vào bài của tác giả Trần Trọng Sĩ. Có hôm cô giáo Trần Ly nói với tôi rằng, cái này thì Ly xin nói thêm xíu, Ly với bác thì kết bạn từ lâu lắm rồi, bác cháu quý nhau trên Facebook lâu rồi. Hồi đầu Ly gọi anh, sau đó biết tuổi bác lại Ly gọi bác.
Có hôm cô giáo Trần Ly nói với tôi rằng: "Bác ơi, cô Lâm Phú Châu là vợ giáo sư Nguyễn Mạnh Quang." Tôi bảo: "Không phải đâu. Khi giới thiệu giáo sư Quang trên diễn đàn YouTube, cô Châu vẫn một điều thưa giáo sư, hai điều thưa giáo sư, y như cô ấy nói về giáo sư Trần Trung Ngọc." Thì cái này Ly cũng nói luôn là hồi trước á, thì bác Quang hay làm những cái clip đưa lên YouTube, thì người mà gần như là người mà để dẫn chương trình đó thì là cô Châu. Và mỗi lần cô Châu dẫn chương trình và cô Châu bảo: "Thưa thưa giáo sư có những ý kiến như vậy thì giáo sư nghĩ sao?" Và dạy dạy đó, thì hầu như mọi người cứ nghĩ đấy chỉ là một người phụ cho bác Quang chứ không nghĩ là đó. Tại vì bác Quang thì nói tiếng Bắc, cô Châu thì nói tiếng Nam, mà lại cứ một đúng là một câu giáo sư, hai câu giáo sư, cho nên không ai nghĩ rằng đó là vợ chồng. Thì Ly mới kể cho bác nghe, thì bác lúc đầu bác không tin. Bây giờ Ly mời tiếp, mời quý vị nghe tiếp. Có hôm cô giáo Trần Ly nói với tôi rằng: "Bác ơi, cô Lâm Phú Châu là vợ giáo sư Nguyễn Mạnh Quang." Tôi bảo: "Không phải đâu. Khi giới thiệu giáo sư Quang trên diễn đàn YouTube, cô Châu vẫn một điều thưa giáo sư, hai điều thưa giáo sư, y như cô ấy vẫn vẫn nói về giáo sư Trần Trung Ngọc. Tôi đã bị cô giáo nhỏ này qua mặt mất rồi." Tức là ý bác đã nói Ly ấy. "Vì đúng vậy, cô Châu chính là phu nhân của giáo sư Nguyễn Mạnh Quang. Tôi quen nữ sĩ Lâm Phú Châu." À, bác ý thì phải nói bác rất là trân trọng, thậm chí ngưỡng mộ cô Châu. Tại vì chỉ có ai hiểu rõ về những việc làm, những cống hiến của cô Châu thì mới thấy cực kỳ trân trọng, cực kỳ cảm phục cô Châu. Từ một con chiên mà quay lại điều khiển, lập ra và điều khiển một trang sách hiếm độc nói về cái đạo Giê-xu, thì quý vị phải hiểu là, và quan trọng là ở ở Mỹ, ở một cái xứ mà gọi là con chiên, nó rất là cuồng, nó rất là đông và nó bất chấp mọi thủ đoạn. Cụ thể là ít nhất có 5 nhà báo bị giết vì dám viết sự thật, mà trong đó có nhà báo Đạm Phong, bố của anh Thanh Tú, là quý vị thấy rồi. Mà cô Châu, vợ chồng cô Châu dám đứng ra lập và điều khiển trang sách hiếm, thì quý vị nghĩ coi, không 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 ngưỡng mộ sao được. "Tôi quen nữ sĩ Lâm Phú Châu, Lý Thái Xuân." Cô ấy có nick là Lý Thái Xuân. "Tôi quen nữ sĩ Lâm Phú Châu, Lý Thái Xuân từ năm 2012 khi gửi bài viết đầu tiên đến sách hiếm. Nhưng tôi cũng chẳng hề biết mặt mũi bà hay tên thật của bà là gì. Chúng tôi chỉ trao đổi nhau qua email và một hai cú điện thoại. Giao tình của chúng tôi đúng thật như đạm thủy. Còn với giáo sư Nguyễn Mạnh Quang, tôi có cuốn Nói chuyện với tổ chức Việt Nam Cộng Hòa do anh ấy ký và gửi tặng vào năm 2014. Lúc ấy tôi vẫn cứ nghĩ anh Quang chỉ cộng tác với sách hiếm như giáo sư Trần Trung Ngọc lúc ông còn sinh tiền mà thôi. Tôi gọi Lý Thái Xuân là nữ sĩ không quá đáng đâu. Bà vừa là tác giả nhiều bài viết giá trị, vừa là nữ tướng đứng đầu của trang sách hiếm. Nói nôm na, bà là bếp trưởng của nhà hàng sách hiếm, có số lượng hàng triệu thực khách trên 5 châu lục, và trong đó có tôi. Còn giáo sư Nguyễn Mạnh Quang là sử gia có tấm lòng yêu nước rất sáng ngời. Anh còn có bút hiệu Việt Án Anh, nhưng cây quýt Việt rời sang đất Mỹ vẫn ngọt trái và đậm chất quê hương. Đó là điều mà tôi trân quý nhất nơi họ. Viết về sự nghiệp của đôi vợ chồng này thì ngoài khả năng của tôi, vì thú thật sự hiểu biết của tôi về họ rất khiêm tốn, thôi đành nguệch ngoạc vài nét mạn hứng về họ một cách chấm phá như như vẽ sơn thủy. Một hôm tôi xem cô giáo Trần Luy khoe clip quay cụ già Nguyễn Mạnh Quang đến nhà ăn cơm và nghỉ trưa. Đó là lần đầu tiên tôi thấy giáo sư Quang và phu nhân trên màn ảnh đời thường. Lúc đấy Ly quay, Ly còn mà giờ tiếc quá, cái clip đó giờ không biết ở đâu, để Ly hỏi em Thi Nguyễn. Ly còn đút
Ly còn cuốn món bánh tráng, cuốn rau sống cho bác Quang ăn. Ly cuốn thì Ly đút cho bác ăn luôn, cho nên quay vô để bác ấy ở bên Pháp, bác nhìn bác rất là thích. Đó là lần đầu tiên tôi thấy giáo sư Quang và phu nhân trên màn ảnh đời thường. Một ông cụ tóc bạc, hồn nhiên và bình dị như trẻ thơ. Cụ nằm lăn ra sàn nhà của Ly như ở nhà mình. Ly còn khoe đã cùng vợ chồng giáo sư Quang đi tham quan nhà thờ núi Cúi, đi đến một ngôi chùa ở Gò Vấp. Ngay lúc nhìn giáo sư Quang như vị sư già nằm cong mình con tôm trong nhà Trần Ly, tôi đã viết ngay câu thơ: Về thăm tóc bạc cuối thôn, trèo lên đồi tuổi lòng son đã già, trèo lên đồi tuổi lòng son đã già. Chàng trai trẻ ra đi ngày ấy tang bồng hồ thỉ, thỏa chí nam nhi. Chàng từng ra sức ngựa, từng vung gươm theo tiếng gọi của non sông, góp vào cát bụi những dòng chảy của lịch sử. Gương của chàng chưa hề mòn, chí của chàng chưa hề nhụt. Những đóa hoa đã mọc sau vó ngựa chàng lưu lại vẫn còn như mỉm cười với nắng quái mưa sương, vẫn toát ra mùi thơm để hiến tặng cho đời. Vận nước đã bao lần điêu linh trầm thống, đến nỗi Nguyễn Trãi từng than: Nhân tài như lá mùa thu, Tuấn Kiệt như sao buổi sớm. Biết bao nhiêu lần cha phải bỏ mẹ và con thơ ra đi vì nợ nước, Nguyễn Trãi từng tiễn cha đến tận Nam Quan: Ta về thăm lại ao xưa, mẹ ru con ngủ đợi cha chưa về. Cha già ôm hận Nam Quan, mang theo vận nước lòng son chưa rời. Khi tóc chưa bạc, chàng trai trẻ cũng từng mang theo vận nước ra đi. Có người ở lại mang nặng gánh nước non, cũng có người ra đi lại gánh nước non trở về ao xưa. Những đứa con gặp nhau mừng mừng tủi tủi, những đứa con mà lòng son chưa bao giờ rời đổi, dù lưu lạc tha phương, rốt lại cũng tìm thấy nhau trong ngày hội lớn. Chạnh nhớ quê hương, chàng tìm về nguồn cội, mong thăm người cha già đã đem độc lập và vinh quang về cho muôn dân. Bác gọi cái câu này, Ly rất là hạnh phúc. Bác đã gọi bác Hồ là người cha già, mà bác từng có ý định viết sách để nói xấu bác Hồ ở bên Pháp, mà bây giờ bác nhờ đọc sách hiếm mà bác dùng cái câu là cha già. Mời quý vị nghe lại câu này nhé: Chạnh nhớ quê hương, chàng tìm về nguồn cội, mong thăm người cha già đã đem độc lập và vinh quang về cho muôn dân cùng với nền thống nhất mà không trang sử nào dám chối từ. Cha già tóc trắng đã bay vào huyền thoại, còn mình, chàng trai trẻ của một thời, khi về đến cuối thôn, tóc chàng bỗng bạc như tóc cha. Xế chiều lần bước trên đồi quê, chàng bắt đầu cảm nhận rằng mình không thể làm ngơ với vô thường. Thế là chàng ghé xuống bến đò xưa, con đò nhỏ nghèo nàn đưa khách sang sông đã không còn nữa, nhưng một cây cầu khang trang đã bắt ngang sông quê chảy nhẹ vờn theo gió. Vài cánh chuồn bay lượn thanh bình trên đám bèo xanh lơ lửng, chàng như muốn tìm cánh hoa xưa trong vùng nhớ của thuở học trò. Khi nhìn sang bên kia sông, trên đám mây trắng, hoa bỗng rộ lên như chùm pháo bông sáng bừng trong đêm hội quê hương. Ta về thăm lại vô thường, hoa kia vẫn rộ trong đêm đợi người. Thời trai trẻ ra đi, đám con mẹ âu cơ tàn mát đứa lên non thẳng xuống biển. Nhưng trong tâm thức của mỗi đứa con mẹ vẫn như luôn có thanh gươm bách Việt gia truyền từ đời này sang đời khác chưa bao giờ sờn mẻ. Cho dẫu cánh chim có mỏi mệt ở chân mây cuối trời, hạt giống thiêng vẫn ươm mầm tự hào vươn cao giữa bạt ngàn mây nước.
thề quyết giữ gìn từng tấc đất ngọn cỏ bờ lau. Trăm xưa bạt cánh chim trời, trăm sau vẫn nở theo lời trối trăn. Có lúc nhiều nữa là khác, nằm sõi người trên bãi cỏ, nhìn tượng thần tự do bên bờ sông Hudson, hay tháp Eiffel bên dòng sông Sen, chàng lại ao ước được ngồi co ro bên bếp ấm quê mẹ, đợi khoai lang tím lùi trong chín, đợi khoai lang tím lùi cho chín. Bác có viết cuốn Củ khoai lùi bếp tro. Đợi khoai lang tím lùi cho chín. Bên ngoài trời mưa lớn, hạt mưa vỗ rào rào trên mái tranh. Ngoài sân bong bóng mưa vỡ bập bùng lành lạnh. Trong lòng cảm nhận bếp ấm của quê hương là nơi ấm nhất của cuộc đời. Cái này thì chỉ những ai đi xa quê, và đặc biệt những ai trải qua những tháng năm đói rét thì mới cảm nhận được những câu văn này. Ly thì thế hệ 7X, nhưng mà Ly cũng cảm nhận được cái đói, cái rét của miền Trung. Ban đêm Ly từng phải ngủ ổ rơm, và Ly từng phải ăn cám. Ly từng phải ngủ ở trên cái chõng tre, và ở dưới cái dưới giường là ở trên cái giường tre và ở dưới giường là có hai cái bếp than, tại vì lạnh quá mà không đủ mùng mền, không đủ quần áo, cho nên có than thì đổ than lên trong cái nồi đất rồi ủ lên một lớp tro để cho nó sưởi ấm cho cả đêm, rồi đến gần sáng thì tàn than thì lạnh ngủ được thì lại dậy đốt lửa lên sưởi. Rồi khi nào mà có lò, gọi là có cái ổ rơm thì chung lên ổ rơm ngủ thì rất là sướng, ngủ ngon cả đêm, không phải thức giấc vì lạnh. Biết đoạn nào rồi. Lành lạnh trong lòng cảm nhận bếp ấm của quê hương là nơi ấm nhất của cuộc đời. Bếp lùi khoai tím chiều quê, mưa sa từng hạt vỗ về hiên tranh. Có những đoạn văn ngắn, những câu hát ngắn nhưng đã đi vào lòng dân tộc, có sức mạnh như đoàn hùng binh cho mỗi thời mỗi lúc khi sơn hà nguy biến. Cầm chiếc gươm chinh phụ di truyền, chàng bé con trao lại gươm bền, rồi chỉ vào sơn hà biến cố, rồi chỉ vào sơn hà biến cố, trao nó đi gây lại cơ đồ, theo Hòn Vọng Phô của Lê Thương. Cũng có những đoạn văn dù không dò dặn phải gánh vác giang sơn, nhưng ai từng đã đọc qua thì không một người Việt nào có thể để cho văn hóa ngoại nhập làm tổn thương đất mẹ, làm mất đi bàn thờ mẹ với bát nhang, tuy đơn sơ nhưng không bao giờ nhạt mùi nhang khói. Buổi mai hôm ấy, một buổi mai đầy sương thu và gió lạnh, mẹ tôi âu yếm nắm lấy tay tôi, dẫn đi trên con đường làng dài và hẹp. Cái này bác trích trong Quê Mẹ của Thanh Tịnh. Con đường quê mẹ không bao giờ nhòa đi trong ký ức Việt Nam. Lớn lên, cho dù mặc áo công hầu khanh tướng, cũng không ai quên nổi con đường quê được mẹ nắm tay dắt đến trường lần đầu tiên đi học. Lần đầu tiên đi học, mẹ dắt tay đến trường, em vừa đi vừa khóc, mẹ dỗ dành yêu thương. Mẹ là suối nguồn cho nỗi nhớ, quê là miên man cả cuộc đời. Có ai mà không nhớ quê, không ao ước có ngày về thăm quê. Nằm trên chiếc võng đay, gió đưa hè vờn mát theo nhịp võng đưa, tiếng hát ru con đâu đó vọng về. Cái nghèo của quê xưa, trong hồi ức của những đứa con xa xứ, lại trở thành bức tranh đẹp nhất mà không viện bảo tàng nào có thể ghi lại. Đúng, những cái nghèo, cái khổ ngày xưa thì bây giờ chúng ta lại thấy đẹp. Mỗi lần Ly kể cho con Ly cái chuyện Ly hồi ở quê á, chăn trâu cắt cỏ, đi ăn trộm trái cây ăn, rồi đi rút đồng đồng ăn, rồi đi móc khoai lang ăn trộm để ăn ăn đó, móc trộm khoai lang ăn khỏi đói vân vân, con Ly cười khanh khách và nó rất là hào hứng nghe.
Không bao giờ có được đoạn nào rồi. Để đi cứ trích lại mất công tiếc quá. Không bao giờ tìm gặp thư viện, không bao giờ tìm gặp đâu rồi. Thôi để Ly đọc lại ha. Chờ Ly xíu, tự nhiên mất luôn cái đoạn đó. À đây rồi. Mà không bao giờ gặp, ta về thăm lại cô Liêu, chân buông dấu cũ lần theo vết đời. Ta trở về tìm lại chính ta, ta của ngày xưa, gươm đàn nửa gánh. Càng về khuya càng nặng nỗi ưu tư, non sông một chèo, tình chung nỗi riêng, trời mây biêng biết. Ngày hội quê hương với muôn ngàn cảm khái, chàng tuổi trẻ vốn dòng hào kiệt, xếp bút nghiêng theo nghiệp đao cung, thành liền mong tiến bệ rồng, thước gươm đã quyết chẳng rung giặc trời theo chinh phụ ngâm khúc. Lưỡi gươm của chàng đã vấy máu không biết bao nhiêu tên giặc trời, nhưng chàng lại không mong gặp được bệ rồng, chỉ mong tìm lại đời mình hiên ngang trên bước cô liêu dấu cũ. Dấu của người xưa, của nợ núi ơn sông, của nợ núi ơn sông đâu cần đáp trả. Tôi đọc sách hiếm từ năm 2010, qua những bài đầu của giáo sư Trần Trung Ngọc, Charlie Nguyễn, Nguyễn Mạnh Quang, Nguyễn Văn Thọ, Trần Tiên Long, vân vân. Một hội tụ khá tình cờ, gồm hầu hết người Bắc di cư bỏ đạo Công giáo. Những người này có khả năng biến tôi thành một trong nhóm của họ. Mặc dù từ lâu tôi vốn rất hờ hững với cuộc đời, sau nhiều năm chống cộng khá cực đoan, nhưng dần dần nản chí. Bác ngày xưa bác chống cộng dữ lắm. Chúng tôi gặp nhau không một lời ràng buộc, chẳng cắt máu vườn đào, chỉ như tình cờ cùng tắm hội sông Trăng, như nghìn con nước đại ngàn cùng kéo nhau vào sông lớn để ra biển khơi. Tất cả những người bác vừa kể đều là những người từng từng là chỉ có bác ý là giáo viên dạy tiếng Anh, còn những người bác vừa nói thì đều là những người của Việt Nam Cộng Hòa và đều là con chiên tỉnh ngộ. Như chim chúng tôi gặp nhau không một lời ràng buộc, chẳng cắt máu vườn đào, chỉ như tình cờ cùng tắm hội sông Trăng, như nghìn con nước đại ngàn cùng kéo nhau vào sông lớn để ra biển khơi. Bài hát này tôi viết ra để thân tặng cho họ, cho toàn thể những con người thắp đuốc Việt trên bến tha hương, và cho tất cả những ai ở trong nước mà biết tận hưởng hương vị ngọt ngào của quê cha đất tổ. Chính sách hiếm đã tạo cho tôi cái nhìn thân thiện về Việt Nam. Chính sách hiếm đã chứng minh cho tôi rằng Việt Nam cần được thống nhất, và cho dù có trăm xưa bạt cánh chim trời thì trăm sau vẫn nở theo lời trối trăn. Cuộc thống nhất Bắc Nam năm 1975 hoàn toàn là chính đáng, là nghĩa vụ của dân tộc, của đất nước. Chúng ta có lỡ vì yêu nước quá mà trở mặt đánh nhau thì lời trăn trối thước gươm đã quyết chẳng rung giặc trời của nghìn xưa vẫn phải nở ra trong trái tim nghìn sau của giống nòi Bách Việt. Chính sách hiếm đã thắp lại niềm tin Việt đã mất trong tôi, và niềm tin ấy đã khiến tôi chấp nhận lá cờ đỏ sao vàng làm cờ tổ quốc. Có biết bao nhiêu người cũng âm thầm gia nhập đoàn quân sách hiếm như tôi nghĩ là rất đông,
Chính sách hiếm đã cho tôi thấy qua lịch sử, ngọn cờ đỏ đã đưa ra bản tuyên ngôn độc lập, đã đánh bại thực dân Pháp tại Điện Biên Phủ, trói chân Pháp vào bản hiệp định Geneva, đã thống nhất đất nước năm 1975. Nếu ai đó dị ứng với cụm từ chống Mỹ cứu nước, đã đánh lỗ đầu Trung Quốc trong cuộc chiến biên giới Việt Bắc trong gần một thập kỷ để giữ gìn ngọn cờ độc lập Việt Nam, đã biết cùng nhau thắt lưng buộc bụng, chịu đói, chịu khát mà không bị cuộc chiến tranh cấm vận thương mại của Hoa Kỳ kéo dài 20 năm bắt Việt Nam phải quỳ gối. Đúng, cái thời 20 năm bị cấm vận đó, đất nước nghèo đói và người dân Ly là thế hệ 7X nhưng mà Ly cũng trải qua cái đói đó. Dĩ nhiên không có chính quyền nào không từng phạm sai lầm. Tôi không thuộc hạng cuồng tín vào bất kỳ chủ thuyết hay cá nhân nào. Nhưng với ngần ấy công trạng, tôi không có lý do nào để có thể u mê lì lợm không hòa mình vào dòng chảy của đất nước. Ngày nay, ngọn cờ đỏ sao vàng tung bay khắp thế giới, được mọi quốc gia yêu mến và nể nang, không phải van xin nước nào bố thí như xưa. Trấn áp được đại dịch Covid-19, ngang nhiên bị Hoa Kỳ đòi phải cân bằng giao dịch thương mại. Ngày xưa nó đâu có đòi, ngày xưa là nó trừng phạt liền. Tôi hãnh diện bị Mỹ liệt vào danh sách. Tôi hãnh diện khi đúng ra là Ly muốn thêm vào câu này, không biết sao bác không thêm. Tôi hãnh diện khi Việt Nam bị Mỹ liệt vào danh sách các quốc gia cạnh tranh kinh tế với Mỹ. Hơn là suốt vận mệnh đời mình cứ phải ngửa tay xin ăn, nhận hàm ân từ người Mỹ. Tức là khi người Mỹ liệt Việt Nam vào danh sách các quốc gia cạnh tranh kinh tế với Mỹ đó, thì mình cảm thấy là hãnh diện, bác cảm thấy hãnh diện, và Ly nghĩ người dân Việt Nam nào nếu hiểu cũng sẽ rất rất hãnh diện, bởi vì ít nhất mình có thể cạnh tranh sòng phẳng với Mỹ, chứ không còn năn nỉ ăn xin, không cần phải van xin chúng nó. Ly đọc lại cái câu này: tôi hãnh diện bị Mỹ liệt vào danh sách các quốc gia cạnh tranh kinh tế với Mỹ, hơn là suốt vận mệnh đời mình cứ phải ngửa tay xin ăn, nhận hàm ân từ người Mỹ. Tôi còn nhớ khi đọc bài viết của giáo sư Trần Trung Ngọc về chùa Hoàng Pháp với khóa tu mùa hè, có số người tham dự lên đến 7.000. Tôi mới chú ý và khám phá ra rằng chưa bao giờ Phật giáo được hưng thịnh như vậy tại Việt Nam từ sau hai triều đại Lý. Từ sau hai triều đại Lý Trần, cũng từ đó tôi để tâm về sự phát triển của đạo Phật Việt Nam, nội dung đạo đức ra sao, khoan bàn và cũng khó bàn, nhưng về mặt hình thức, thực khó có thể nói cộng sản vô thần không tôn trọng tín ngưỡng. Tôi xin trưng dẫn một số rất ít những bằng chứng tiêu biểu như sau. Sự xây dựng hệ thống thiền viện Trúc Lâm, nào là Trúc Lâm Phượng Hoàng, Trúc Lâm Yên Tử, Trúc Lâm Hộ Quốc, Trúc Lâm Nam Phương, Trúc Lâm Bạch Mã, Trúc Lâm Bản Dốc vân vân. Tổng cộng có thể có đến hơn 20 ngôi Trúc Lâm hoành tráng mà không một chùa nào trước 75 có thể sánh kịp. Sự xây dựng chùa bái đính to lớn đồ sộ hơn các ngôi thiền viện Trúc Lâm. Sự xây dựng gần đây chùa Tam Chúc, ngôi chùa được cho là lớn nhất Đông Nam Á, và lễ Vê Sắc, tức là lễ Phật Đản đó quý vị, tại nhiều người không hiểu. Và lễ Vê Sắc Liên Hiệp Quốc năm 2019 được cử hành tại đây. Các chùa Việt Nam sau 75 đều được trùng tu xây dựng lại khang trang và hoạt động mạnh hơn dưới thời Việt Nam Cộng Hòa gấp bội. Đơn cử như chùa Pháp Hoa, sát bên cái hẻm nhỏ lầy lội gần Đại học Vạn Hạnh ngày xưa. Từ một mái am lụp sụp dơ giấy bần hàn, nay đã trở thành thắng cảnh nổi bật của thành phố Hồ Chí Minh vào mùa Phật Đản.
Tượng Phật Di Đà ở chùa Khải Nguyên, ở chùa Khai Nguyên lớn có thể liệt bậc nhất thế giới. Tượng Quán Âm, tượng Quán Thế Âm cao 71 mét ở chùa Linh Ấn gần Đà Lạt cũng nói lên được niềm tin mà dân tộc Việt Nam đặt vào đạo Phật. Sự xây dựng cả một khu núi non Yên Tử trên địa phận hai tỉnh Bắc Giang và Quảng Ninh. Những công trình văn hóa đồ sộ đậm dấu ấn Phật giáo Lý Trần. Mênh mênh mang mang phù vân Yên Tử. Đấy. Mời quý vị nghe tiếp nha. Đậm dấu ấn Phật rồi. Sự xây dựng năm ngôi chùa ngoài các hải đảo xa xôi ở Trường Sa làm tiền đồn Trấn Quốc ngầm nói với thế giới rằng muốn đánh ngã Việt Nam trước hết phải đánh gục được tượng Phật. Việt Nam là nước đăng cai Vesak Liên Hiệp Quốc đến 3 lần. Các tu sĩ Phật giáo khắp năm châu tề tựu về tề tựu và được nhà nước nghinh đón long trọng. Nhiều luận cứ cho rằng vì Phật giáo Việt Nam là đạo Phật quốc doanh nên được chế độ ưu đãi. Vậy thì uy danh của hai hòa thượng thiền sư Nhất Hạnh và Thanh Từ không đủ để bảo đảm rằng Phật giáo không cần bán linh hồn cho các chế độ chính trị nào cả hay sao? Hòa thượng Nhất Hạnh cả cuộc đời bôn ba xứ người, chế độ Việt Nam Cộng Hòa không dung tha ngài, chế độ Cộng sản cũng chẳng ngọt ngào với ngài, còn bị nhà nước sửa lưng nhiều lần. Nhưng cuối đời, thay vì sẽ tịch diệt ở làng Mai bên Pháp, ngài đã chọn cho mình mảnh đất quê hương ở Huế. Chẳng phải đây là cuộc tắm hội sông trăng của thiền sư trước khi viên tịch hay sao? Mà đâu phải chỉ có mình thiền sư, có cả Bùi Kha. Bùi Kha là bác mà Ly đã đến nhà quay cho quý vị thấy. Bùi Kha là bác mà viết nhiều cuốn sách nói về Alexander Roth, Nguyễn Trường Tộ, Trương Vĩnh Ký. Và bác từng là một trong những người lập ra các trang sách giao điểm đó quý vị. Bác từng đi ăn cơm với Tổng thống Ford và các nghị sĩ. Ly có cuốn sách của bác, có những cái hình ảnh bác chụp. Chẳng phải đây là cuộc tắm hội sông quê của thiền sư trước khi viên tịch hay sao? Mà đâu phải chỉ có mình thiền sư, có cả Bùi Kha, có thể có tôi trong tương lai, và đặc biệt có cả Phạm Duy từng chỉ yêu trăng Việt Nam qua lời thơ Cung Trầm Tưởng Như Sau. Tức là nhạc sĩ Phạm Duy ấy. Nơi em có trăng soi, anh một mình thương nhớ, trời mùa đông Paris suốt đời thèm trăng soi. Cuối cùng Phạm Duy cũng lại về sống ở Việt Nam. Cho nên tôi không ngần ngại viết hai câu lục bát quê mà gần như ai cũng viết được để tặng giáo sư Nguyễn Mạnh Quang và sách hiếm, nhưng cũng đồng thời hưởng ké cho mình khi người được tặng mở gói quà ra xem. Trăng về tắm hội sông quê vắng tiếng, sông quê vắng tiếng, à ơi sáo diều. Rồi cuối cùng, cũng không nơi nào đẹp bằng quê hương, ai rồi cũng sẽ phải quay về quê hương như trẻ con tìm về với mẹ. Không trăng nào đẹp như trăng quê, quê hương nếu không trở về được thì cũng là nẻo về của ý, nẻo về của tâm thức. Tức là không trở về bằng hình hài thì cũng là trở về trong tâm thức, trong ý nghĩ. Tôi sống hơn nửa đời người ở nước ngoài, mang quốc tịch Âu Mỹ, nhưng chưa bao giờ có thể mở miệng nói nước Mỹ của chúng ta, nước Pháp của chúng ta, nước Đức của chúng ta. Trong tâm thức tôi chưa từng thấy mình là người nước ngoài, vì thực sự tôi là người Việt Nam. Suy cho cùng, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất và Công giáo vẫn tiếp tục chống Cộng sản với lý do rằng tôn giáo bị đàn áp tại Việt Nam vì đúng là cưỡng từ đoạt lý. Tức là bác nói là ai nói rằng Cộng sản Việt Nam đàn áp tôn giáo, đó là một cái sự cưỡng từ đoạt lý, đó là một sự vô khống bịa đặt trắng trợn.
Nếu các linh mục như Đặng Hữu Nam, Nguyễn Ngọc Nam Phong vân vân, hay như thầy thích không tánh mà làm như vậy ở Pháp hay Mỹ, sử dụng tòa giảng để tuyên truyền chống chính quyền, thì cảnh sát vào ngay nhà thờ hay chùa lôi sành sạch các tu sĩ ấy ra ngoài xe bít bùng, còng tay và trở về tạm giam ngay, chứ không được tự do năm này tháng nọ thách thức chính quyền mà vẫn ung dung tự tại như vậy. Thấy chưa, ai ở nước ngoài họ cũng nói là Việt Nam có thừa tự do. Chính ông Nguyễn Phương Hùng, anh Hoàng Duy Hùng vân vân cũng nói Việt Nam có thừa tự do. Vậy mà chúng nó vẫn ngậm máu phun người, đặc biệt mấy thằng quả đen. Có thể nói ở Âu Mỹ không có nước nào sánh kịp Việt Nam về tự do ngôn luận. Tự do đến mức trên Facebook hay YouTube, người Việt Nam lên mạng bôi xấu lãnh tụ Hồ Chí Minh, người được kính trọng nhất Việt Nam, đều không bị nhà nước làm gì cả. Nhà nước Cộng sản chỉ nghiêm cấm sự chống đối mang tính tổ chức có chứng cứ bạo động từ các thế lực bên ngoài như Việt Tân hoặc tổ chức của Đào Minh Quân. Còn nếu chỉ bất mãn mang tính tự phát, không gây ảnh hưởng mạnh đến an ninh trật tự, tôi lại thấy Việt Nam thoải mái hơn các nước được đề cao là nhân quyền như Mỹ, Pháp. Tôi hiểu vì sao Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất không thể từ bỏ sự chống đối Cộng sản, mặc dù có thể các bậc tôn túc của giáo hội biết rằng họ không có lý do gì, họ không có lý do chính đáng nào để tiếp tục, tức là họ chẳng có lý do nào để chống cộng hết á. Nhưng mà có một cái lý do mà quý vị nghe cho kỹ sẽ hiểu. Nhưng từ năm 1995 đến nay, nhất là từ ngày kỷ niệm 1000 năm Thăng Long, ta chẳng còn thấy các khẩu hiệu về Mác. À, ly đọc thiếu. Từ năm 1975 đến 1995, với một chính sách thô cứng đối với tôn giáo của người Cộng sản, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất có chính nghĩa để đối lập. Vì lúc mới thống nhất, quả thực Cộng sản đã xem tôn giáo như thuốc phiện. Nhưng từ năm 1995 đến nay, nhất là từ ngày kỷ niệm 1000 năm Thăng Long, ta chẳng còn thấy các khẩu hiệu về Mác hay về Stalin nữa, mà Việt Nam đã bay trên đôi cánh Việt của mình, biến Hà Nội thành thủ đô của mọi nền văn hóa, nhưng chủ đạo vẫn gìn giữ những gì từng là truyền thống Thăng Long. Bế tắc của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất là nếu từ bỏ con đường chống cộng thì hệ thống chùa chiền Việt Nam ở hải ngoại sẽ ra sao? Nếu mà không treo cờ vàng, không chống cộng thì bọn con chiên cờ vàng nó ép, nó ngăn cản không cho Phật tử đến chùa, thì chùa không thể tồn tại được, bởi vì ở nước ngoài không như ở Việt Nam. Phải đóng thuế, phải trả tiền thuê đất, phải chi phí đắt đỏ. Các sư lấy gì mà sống? Và đạo Phật làm sao được duy trì? Phật giáo vốn luôn có tâm nguyện tùy thuận chúng sanh, Phật pháp bất ly thế gian pháp, nên chùa chiền ở hải ngoại không thể lìa xa ngọn cờ vàng. Đó là điều mà tôi nghĩ rằng lãnh đạo Việt Nam chắc chắn phải tinh ý biết rõ và nên lơ cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất tiếp tục đối lập để nắm giữ một bộ phận dân tộc bất mãn với chế độ, hơn là để cho một bộ phận này đầu quân sang các thế lực nước ngoài. Đại ý bác nói rằng Phật giáo Việt Nam Thống Nhất ở hải ngoại họ vẫn phải giữ cái lập trường chống cộng, mặc dù họ không có lý do chính đáng nào để chống cộng nữa. Nhưng nếu ở một cái xứ mà gọi là gió tanh mưa máu, mà gọi là ở cái xứ gọi là chống cộng cực đoan do bọn con chiên, do cái thế lực con chiên ở hải ngoại nó rất là mạnh, thì đạo Phật, Phật giáo Việt Nam Thống Nhất dù muốn dù không vẫn phải chống cộng. Bởi vì nếu không chống thì không thể tồn tại được ở hải ngoại.
và bác tin rằng nhà nước Việt Nam đủ tinh ý để hiểu rõ điều đó và nên làm lơ cho cái bộ phận, cho cái giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất họ chống như vậy, bởi vì họ chẳng làm gì, họ chẳng gây ảnh hưởng gì lớn đến sự, đến đất nước cả, đến chế độ cả. Nhưng mà để họ như vậy vẫn hơn là để họ ngả về với giặc. Giống như ngày xưa Bác Hồ bắt Ngô Đình Diệm xong rồi thả cho Ngô Đình Diệm về, và những người đồng chí của Bác hỏi tại sao lại thả cho Ngô Đình Diệm về mà không giết Quách cho xong. Nếu như vào người khác là người ta giết rồi. Nhưng mà Bác Hồ bảo là tôi đã xem tướng hắn ta, tức là xem tướng Ngô Đình Diệm, tôi đã xem tướng hắn ta và hắn ta chẳng có làm nên trò, đại khái là chẳng có làm nên trò trống gì, cho nên thả hắn ta về để cho hắn ta quản lý miền Nam vẫn hơn là để miền Nam cho người khác quản lý. Đại khái Bác Hồ nói vậy, và đúng y như Bác Hồ dự đoán. Và bây giờ cái ý của tác giả viết bài này nói về giáo hội Việt Nam Thống Nhất cũng giống y như cái ý của Bác Hồ ngày xưa khi thả Ngô Đình Diệm. Xưa kia tôi chưa từng để ý đến tháp báo thiên. Chính sách hiếm đã không ngừng gieo vào tôi hình ảnh ngôi chùa An Nam tứ đại khí ấy, chùa Lá Vàng mà Công giáo chiếm đổi tên thành La Vang. Cũng do sách hiếm mài đi mài lại như Đặng Dung mài kiếm dưới trăng. Và tôi biết rằng đa số người Việt của nhiều lứa tuổi khác nhau, trong đó có Ly, ở Việt Nam nhờ đọc sách hiếm mà có nhận thức đúng đắn về Công giáo La Mã, cũng như về sự chính danh của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với lịch sử dân tộc. Cung khúc xưa theo nắng về sao xuyến rung, tay với tay, mây nối mây, vòng tay lớn. Từ đỉnh tháp báo thiên ném tầm nhìn ra xa một chu vi khá lớn, có thể thấy được tình yêu mà sách hiếm dành cho văn hóa Thăng Long, hai con chim đầu đàn khuất bóng Trần Trung Ngọc và Charlie Nguyễn đều nằm trong chòm sao văn học Bắc Hà, tức là họ toàn là người Bắc. Ông cụ tóc bạc ghé nhà cô giáo Trần Ly nằm ngủ như trẻ thơ, dù ở Mỹ hơn nửa đời người vẫn nói giọng của văn hóa vùng miền Thăng Long. Cùng với phu nhân, họ đã dẫn dắt đám hậu duệ lần theo vết cũ cô Liêu mà trở về Hoa Lư. Hoa Lư là cố đô thời Đinh Lê đó. Từ Hoa Lư đi ngược đến Luy Lâu. Tại Luy Lâu dừng lại một chút để nhắc nhở mọi người rằng tuy Việt Nam đang trong giai đoạn Bắc thuộc, nhưng Luy Lâu là trung tâm văn hóa Việt Nam đầu tiên, là giao lưu của hai nền văn minh Trung Ấn. Có nhiều đoạn clip Trần Ly quay cặp vợ chồng giáo sư Quang gặp gỡ giao lưu cùng các bạn ở quê hương. Vòng tay lớn mà sách hiếm ra công tạo dựng có khi còn mạnh hơn nhiều sư đoàn quân đội tinh nhuệ, có thể được trang bị nhiều súng đạn, nhưng chưa chắc có được một tinh thần yêu nước, yêu văn hóa và truyền thống Thăng Long như hội lớn của sách hiếm. Tay vói tay là vói giữa người trong nước, mây nối mây là tạo ra một cộng đồng hỗ trợ đất nước từ hải ngoại. Và đây rồi, về đây rồi, rào rạt muôn sóng cờ Luy Lâu. Hoa Lư ơi, Thăng Long ơi, vào hội lớn, vươn tay với xa, cho đất trời thơm bao cánh hoa. Tháp báo thiên như vẫn hằn trong tâm ý ta. Ngoài ra, còn cần kể ra đây một chi tiết mà nhờ dựa vào đó, tôi đánh giá tấm lòng trung kiên son sắt của vợ chồng giáo sư Nguyễn Mạnh Quang. Sách hiếm hay các trang mạng xã hội ngoại vi của sách hiếm đều không quảng cáo, không kiếm tiền, không thể kiếm tiền YouTube như đa số các trang mạng yêu nước khác. Bác bỏ chữ yêu nước trong một kép. Mà nếu không thể bật nút kiếm tiền thì họ sẽ không có lý do gì để duy trì kênh.
họ không thể uống nước lã mà làm việc nghĩa. Nghĩa ở trong ngoặc kép. Âu Châu là nơi giao hội của văn hóa La Hy, tức là La Mã và Hy Lạp. Việt Nam là nơi giao hội duy nhất của hai nền văn minh Trung Ấn. Chính Luy Lâu là chiếc nôi đầu tiên của văn hóa Việt Nam, của người Văn Lang, chỉ còn thơm tỏa như một nén hương trong huyền thoại. Tuy bị Hán hóa rất mạnh, nhưng Phật giáo Luy Lâu đã tạo cho Việt tộc một sức bật độc lập mãnh liệt và trường tồn cho đến ngày nay. Đạo Phật tuy hiền hòa nhưng đánh không bao giờ chết, vì sức sống của Phật vốn là một pháp thân bất tranh nhi thiện thắng. Âu Lạc tung cánh như chim bằng bay thật xa, giấc mơ nối kết Bắc Nam của mọi người con yêu nước đều đồng nhất giống nhau, chẳng phải là cả miền Nam trước 75 đều cũng từng mơ chung hay sao? Người từ là từ phương Bắc, đã qua dòng sông là sông dài, tìm đến phương này một nhà thân ái. Ơi, tình Bắc duyên Nam là duyên, tình chung muôn đời ta đắp xây. Cái bài hát này, người từ là từ phương Bắc, đã qua dòng sông sông dài, tìm đến phương này một nhà thân ái. Tình Bắc duyên Nam cái gì đó lâu không hát giờ ly quên. Nhưng chúng ta không thể ngủ mãi trong mơ mà phải dấn thân hy sinh để biến mơ thành thực. Khi quân giải phóng tiến về Cà Mau thì lời thề Bắc Nam sum họp mà cha già dân tộc trăn trối đã được con cháu thực hiện trong tình huynh đệ nối kết. Ai về ghép lại vầng trăng, sông An Giang chảy đầu Nam cõi bờ. Sông An Giang chảy trong ánh trăng quê được ghép lại. Sông An Giang chảy như thúng lúa miền Nam nặng trĩu trên chiếc đòn gánh từ lâu đã gãy khúc ở sông Bến Hải, nay được nối lại nhịp cầu. Ta lại nghe đâu đó có ai hát một bài tình ca tha thiết về ngày đoàn tụ trong nắng xuân. Rồi ngày thống nhất đến rất nhanh không ai ngờ, cầu chia giới tuyến đến mai đây san đất bằng. Nụ cười trong gió sớm, anh đến chờ em giữa cầu Hiền Lương. Trích trong người em gửi người em gái của nhạc sĩ Từ Linh. Cuộc tình gặp lại trên cầu Hiền Lương khiến cho chim liền cánh, cho cây liền cành. Cánh chim Âu Lạc nay đã tung bay phất phới bên cạnh những ngọn cờ Liên Hiệp Quốc tại New York, trong khi lá cờ vàng ba sọc đỏ của Việt Nam Cộng Hòa tham dự vào cuộc nổi loạn tại Điện Capitol bị FBI Mỹ đưa vào danh sách truy lùng, thì cờ đỏ được báo chí quốc tế Forbes đều khen là quốc gia có tiềm năng sáng chói trong vùng. Dân Việt từ thời lập quốc đến nay, lần đầu tiên việc thoát nghèo, xóa đói đã không còn là ưu tiên cho giới lãnh đạo nữa, mà tiêu chí ngày nay theo bà lãnh sự sứ quán Hoa Kỳ tại thành phố Hồ Chí Minh thì người Việt Nam đang ngắm vào hàng ghế ngồi của hai nước Hàn và Nhật, tức là sắp chiếm vị trí của Hàn và Nhật. Ai ơi vận nước đua lời, trăm hoa đua nở trăm đời ấm no. Từ Âu Lạc mất nước đến Hai Bà Trưng lập quốc với các ni cô phận nữ lưu liều chết với nữ tướng, rồi đến Lý Bôn, Lý Công Uẩn được nuôi dưỡng dưới mái chùa, 2.000 năm thăng trầm cùng sống cùng chết, nối kết khối dân Bách Việt với mái chùa dân tộc, tạo cho người con Việt Nam cảm giác rằng hai thực thể này chưa bao giờ rời xa nhau, mà cơ hồ hình như chỉ là một khối. Những khi đất nước lâm nguy, đâu đâu cũng có âm thanh của tiếng chuông chùa vang vang trong
rừng sâu núi thẳm, như kêu gọi mọi người hãy đứng lên kháng chiến. Và mái chùa lại luôn là nơi che chở cho vận nước nổi trôi. Thậm chí cho đến ngày nay, rất nhiều người vẫn ôm hận thù hằn đạo Phật. Tất cả tu sĩ Phật giáo mà không dương cao ngọn cờ chống cộng sản thì đều bị liệt vào tổ chức Phật giáo quốc doanh, tức là ai thầy nhà sư nào, chùa nào, nhất là ở hải ngoại, nếu không đứng về cùng với bọn con chiên cờ vàng để chống cộng, chống chính quyền, chống nhà nước thì đều bị bọn con chiên, bọn quả đen nó quy cho là sư quốc doanh, Phật giáo quốc doanh. Dù có Phật giáo luôn đồng hành gắn bó cùng dân tộc, là nơi trao gửi niềm tin hộ quốc an dân, dù có đổi thêm cái mũ mới là quốc doanh có gì khác biệt? Tuy không tham gia chính trị, mọi chính quyền của mọi thời đại đều biết rằng dù im lặng đứng bên lề cuộc sống, đứng bên lề cuộc đời, nhưng chính quyền nào đi sai di huấn của cha ông thì sức mạnh của Phật giáo thật khó mà suy lường nếu toàn dân dựa vào nó mà quật khởi. Giống như năm 63, quý vị. Có ai mà không thuộc hai câu thơ của thiền sư Mãn Giác? Mái chùa che chở hồn dân tộc, hạnh phúc muôn đời của tổ tông. Tôi cũng đưa ý của thiền sư vào ca khúc của mình, ghép nối tình tự Việt Nam vào mái chùa im bóng. Ta về thăm lại chùa xưa, mái che đất Việt, mái trời gió Nam, mát trời gió Nam. Tuy vợ chồng giáo sư Nguyễn Mạnh Quang không phải là người theo đạo Phật, nhưng tâm hồn của họ biểu hiện suối nguồn của văn hóa Thăng Long. Nhạc phẩm này được viết ra từ hình ảnh của hai vợ chồng giáo sư Nguyễn Mạnh Quang và con đường sách hiếm mà họ tạo dựng. Tôi cũng xin dâng tặng ca khúc này cho hai anh linh đã khuất của sách hiếm, giáo sư Trần Trung Ngọc và cha Lê Nguyễn. Bài hát được trình bày bởi giọng ca nữ Nguyễn Lệ Hải, ca sĩ có chất giọng rất giống đại sư mẫu Thái Thanh của dòng nhạc thính phòng Việt Nam. Tôi may mắn khám phá giọng hát của cô qua trên kênh YouTube Tài Ngô Hoàng Hữu. Tắm hội sông Trăng được cô trình bày bằng cả trái tim Việt. Cô đã hát cho tôi nghe đi nghe lại 5 lần trước khi được thu âm lần chót. Dù đến lần thứ 3 thì tôi đã đồng ý, nhưng Hải vẫn tiếp tục hát và chỉnh cho đến khi chính cô nghĩ rằng không thể làm hay hơn nữa. Giọng hát Lệ Hải giống Thái Thanh một cách lạ thường, chỉ kém phần nội lực. Nhưng có khi nhờ kém nội lực, cô lại thu hút cho mình một nét riêng. Trong dịp ra mắt này, tác giả chỉ biết cảm ơn Lệ Hải đã cống hiến cho tắm hội sông Trăng một hơi hướng Thăng Long đẹp tuyệt vời. Cũng nhân đây, tôi xin trân trọng cảm ơn người bạn đời của ca sĩ Nguyễn Lệ Hải đã dàn dựng rất công phu phần hình ảnh video trên link bên dưới. Khi viết lời giới thiệu này, tôi đọc được lời phê bình của một thính giả có tên là Giang Liêu Trang đã để lại trên mạng những ý nghĩ rất ăn ý của tôi. Xin chia sẻ ra đây để mọi người cho ý kiến. Đây là một cái comment. Lý ra các Phật tử, nhất là các tu sĩ Phật giáo, phải rất thích nhạc phẩm này mới đúng, vì các thầy hay đọc hai câu thơ sau đây: mái chùa che chở hồn dân tộc, nếp sống muôn đời của tổ tông. Thì trong bài hát này cũng có hai câu hát: ta về thăm lại chùa xưa, mát che đất Việt, mát trời gió Nam. Rác thành chùa Việt Nam rất văn chương theo lối chơi chữ. Từng lời hát trong bài hát này đều rất ấn tượng, như trăm xưa bạt cánh chim trời. Nghĩa là vợ chồng ông Nguyễn Mạnh Quang được tác giả ghi tặng bài hát tung cánh chim bay nửa vòng trái đất lúc còn trẻ trăm xưa, rồi sau nhiều năm nghiên cứu trải nghiệm
thì lời trăn trối của dân tộc tổ tiên đã nở theo những tác phẩm của cặp vợ chồng này. Qua câu trăm sau vẫn nở theo lời trối trăn, không biết có ai cảm nhận được từng câu trong bài hát này như vậy không? Ngoài ra, trong câu cha già ôm hận nam quan có một lòng nhắn gửi thiết tha ra toàn thể mọi người, hãy coi chừng Bắc Phương. Bản nhạc là cả một trái tim yêu nước. Và mời quý vị nghe bài hát Tắm hội sông Trăng ở trên sách hiếm, bởi vì dài quá rồi Ly không muốn đưa lên nữa. Quý vị sẽ vào trong Facebook Cô Lâm Phú Châu hoặc lên sách hiếm, hoặc gõ vào Google bài hát Tắm hội sông Trăng. Hôm nay Ly khản cổ quá cho nên đọc không được hay lắm. Kính mong quý vị khán giả thứ lỗi cho Ly. Kính chào quý vị.